lộc vàng tới muộn, năm con giáp khổ trước sướng sau năm 2024, từ giờ có thể ngẩng cao đầu, đúng là khổ tận cam lai. Bước sang năm mới, dù không ít lần phải chịu đựng những khó khăn và những áp lực nhất định, nhưng ngọt ngào sẽ đến sau bao đắng cay, giúp cho những con giáp này khổ trước sướng sau năm 2024 có thể nở nụ cười tự tin, tự hào về những cái sự cố gắng, sự nỗ lực của mình. Sự nghiệp thì thành đạt, họ cũng kiếm được nhiều tiền, tha hồ mà hưởng phúc. Năm 2024 đang tiến đến rất gần đối với tất cả mọi người, đó là một cái điểm khởi đầu đầy hy vọng. Đặc biệt với những con giáp khổ trước sướng sau năm 2024 dưới đây, năm mới sẽ là một trong những cái bước ngoặt quan trọng trong cái cuộc sống của cuộc đời họ. Sau khi trải qua những cái thất bại và những cái khó khăn trong một thời gian, cuối cùng thì họ đã xoay chuyển được trong năm nay, ngọt ngào cũng đã đến sau những cái khó khăn, những cái gian khổ, giúp họ có động lực để tiến về phía trước và theo đuổi cái tham vọng của mình. Dù là sự đột phá trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu hay là may mắn trong cái tích lũy của cải, những con giáp này đều có những cái lợi thế và những cái cơ hội riêng. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết để xem những con giáp nào có những chiến thắng lớn và thành công rực rỡ, càng già càng giàu trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên càng già càng giàu trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn, thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Như quý vị đã biết, năm 2024 là một năm ít biến động với những người tuổi Tỵ. Tuy bản mệnh không phải đối mặt với sóng to gió lớn, nhưng mà cũng thiếu đi cái sự đột phá. Mọi thứ thì còn có phần là dậm chân tại chỗ. Nếu mong cầu có những cái điều tốt đẹp hơn, chính bản thân của những người tuổi Tỵ cũng cả là phải là những người mà nỗ lực hơn nữa, không nên trông đợi vào cái vận may mơ hồ. Tuổi Tỵ vốn là những con giáp thông minh, có năng lực và cũng có tham vọng riêng của mình. Các bạn dám nghĩ, dám làm và là người vô cùng lý trí. Năng lực làm việc của những người tuổi Tỵ thì cũng luôn chứng thực bằng cái kết quả thực tế, chứ không phải chỉ là cái chuyện nói suông. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có cái chí cầu tiến, chủ động trong việc học hỏi, biết tận dụng nhiều cái cơ hội khác nhau để theo kịp cái thời đại và nâng cao cái kỹ năng chuyên môn của mình. Tuy nhiên, bản thân có khả năng, nhưng mà những người tuổi Tỵ không thể thắng được cái thời thế sắp diễn ra. Từng đã có không ít cái thời điểm mà đương số cảm thấy là nản lòng, thoái chí. Phần vì chùn bước trước những cái thách thức nó xảy đến với mình. Dù có tham vọng mạnh mẽ, song những cái kế hoạch cứ liên tục xuất hiện, biến cố, cũng phần nào làm cho lung lay cái ý chí của những người tuổi Tỵ. Rất may là càng đương đầu với sóng gió, thì những người tuổi Tỵ lại càng vững tay chèo. Bởi các bạn luôn tâm niệm rằng, nỗ lực của mình rồi sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp xứng đáng nhất. Đôi khi phú quý thường đến muộn, nhưng mà chắc chắn là sẽ đến. Với suy nghĩ đó, những người tuổi Tỵ tự tạo ra cái động lực cho mình để đứng dậy bằng cái đôi chân của mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Với cái quyết tâm của bản thân thì những người tuổi Tỵ sẽ hoàn toàn có thể là biến cái năm 2024 thành một cái năm đầy tự tin và cái động lực. Trong năm nay, những người tuổi Tỵ sẽ vượt qua nhiều sóng gió, khó khăn, thử thách khác nhau và có thể vững vàng tiến về phía trước. Dù trong cái sự nghiệp hay là các mối quan hệ thì bản mệnh đều sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt đẹp. Chính cái sự can đảm và quyết tâm của các bạn sẽ mang lại cho các bạn nhiều cơ hội và thành công rực rỡ hơn nữa. Càng về cuối năm 2024 thì vận khí của những người tuổi Tỵ lại càng lên hương. Những người tuổi này không thành tỷ phú cũng là đại gia, bạc tỷ trợ với chính mình. Cũng nhờ cái vận đỏ như son thì các bạn có thể liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng cái khối tài sản của mình lên một cái tầm cao mới. Xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Tỵ con giáp may mắn đầu tiên trong cái chương trình ngày hôm nay. Và để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng cái may mắn, gia tăng cái tài lộc cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn là những con giáp càng già càng giàu, sắp bước vào cái thời kỳ hoàng kim năm 2024. Đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Mùi trong năm 2024 là được dự báo là thời kỳ hoàng kim của những con giáp này.
Nhờ nắm bắt những cái cơ hội được trao mà bản mệnh có thể sải cánh bay cao, chạm tay tới những cái ước mơ và hiện thực hóa kỳ vọng có một cái cuộc sống giàu sang, sung túc, dư giả như mình mong ước. Đặc biệt sự nghiệp của những người tuổi Mùi cũng vô cùng hanh thông, hưởng chọn cái cát khí nên làm gì cũng được suôn sẻ nhiều bề. Cơ hội thăng quan tiến chức đang trải sẵn trước mặt những người tuổi Mùi. Không ai hay là chẳng có việc gì có thể là ngăn cản được cái bước tiến của những người tuổi Mùi trong cái năm 2024. Trong quá trình làm việc thì cái khả năng sáng tạo và cái kỹ năng lãnh đạo của những người tuổi Mùi cũng phát huy được tối đa suốt cả năm đó, đưa các bạn đến một cái thành công rực rỡ hơn. Đồng thời, những người tuổi Mùi cũng sẽ được ghi nhận và đánh giá cao cho những cái nỗ lực của bản thân, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho tương lai. Nhiều người cho rằng những cái thành tích mà của những người tuổi Mùi đạt được trong năm 2024 ấy, là nhờ vào may mắn. Nhưng mà trên thực tế, cái may mắn chỉ đóng một phần nhỏ, còn phần lớn phải nhờ đến cái công sức, cái sự cố gắng của những người tuổi Mùi trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là cái sự tính toán chính xác của bản mệnh. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi không phải là những người mà ngồi chờ ăn sẵn, mà họ luôn tự tìm tòi, mày mò, thu thập thông tin cần thiết để bản thân luôn có thể nắm bắt được cái thế chủ động. Chính cái điều này giúp cho những người tuổi Mùi luôn có lợi thế hơn người. Chỉ cần có thêm một chút thời gian, thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ vút lên như diều gặp gió. Bởi yếu tố nhân hòa, bạn vẫn luôn có sẵn nhờ cái sự tử tế và sự tốt bụng của mình. Trong năm 2024, năm Giáp Thìn sẽ hội tụ tất cả những yếu tố cần thiết để cho những người tuổi Mùi, thời của bạn đang đến, đúng không ạ? Với cái bản tính hiền lành, tuy có những cái thời điểm mà những người tuổi Mùi có thể là quá thận trọng, dẫn đến là gì? Dễ bị bỏ mất cái cơ hội. Tuy nhiên, trong suốt cả năm 2024 thì đương số sẽ học cách đưa ra những quyết định dứt khoát hơn và hành động theo cái trực giác chính xác như vậy. Cái sự thay đổi này sẽ mang đến cho những người tuổi Mùi nhiều cơ hội thành công lớn hơn nữa. Những cái nỗ lực phấn đấu của các bạn thì cũng được phần ưu ái hơn, xua tan mọi cái xui xẻo và ảm đạm trước đó. Cái sự nghiệp của những người tuổi Mùi cũng sẽ có bước phát triển tốt đẹp, kéo theo tài chính cũng rủng rỉnh. Từ nay thì những người tuổi Mùi chính thức hết khổ, vươn lên giàu sang bất chấp. Về tình duyên và hôn nhân cũng được ví như là mùa vàng bội thu. Con giáp này gặp nhiều cái may mắn, đời sống tình cảm thì vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Mọi thứ diễn ra như là trong mong muốn của những người tuổi Mùi. Cuộc sống của bản mệnh thì cũng sẽ vô cùng viên mãn, thành công cũng đang theo bước họ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Kính thưa quý vị, cũng được đánh giá là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Đó, càng già càng giàu. Thì những người tuổi Mão không phải quá lo lắng về cái vận thế trong tương lai, bởi các bạn biết những điều tốt đẹp đang chờ đón các bạn ở phía trước. Quan trọng là bản mệnh có đủ dũng cảm để bước một mạch, cho dù là dưới chân vẫn còn những cái vật cản nhất định hay không mà thôi. Năm 2024 được nhận định là dù đã thoát khỏi cái sự chi phối của năm, nhưng mà những người tuổi Mão phần nào đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không được gì, không được phép buông lỏng cảnh giác trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Bởi năm nay cũng được đánh giá là một năm có nhiều cái tiềm ẩn, nhiều cái biến cố khó lường đối với những người tuổi Mão. Công việc làm ăn thì chưa có nhiều cái khởi sắc, túc tắc như cũ thì cũng không đến nỗi, nhưng mà vẫn chưa đạt được cái điều như ý nguyện. Tuy nhiên, cái cơ hội là do mình tạo ra. Nếu như mà các bạn bằng lòng và chấp nhận cái tình trạng trì trệ như số mệnh đã sắp đặt, thì chắc chắn mọi thứ sẽ mãi chỉ cứ bình bình như thế mà thôi. Còn nếu như mà quý vị sẵn sàng rời khỏi cái vùng an toàn, theo đuổi một cái tham vọng để có một cuộc sống đầy đủ hơn, sung túc hơn, thì không chỉ bản thân mà còn cả gia đình, nói chung là gì, cũng cần phải hành động mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Có thể ban đầu sẽ phải vấp phải những khó khăn, những cái gian khổ nhất định,
trên cái chặng đường đi tới thành công. Nhưng mà quý vị biết, con đường nào đi tới thành công thì cũng sẽ có chung cái chướng ngại cần phải vượt qua. Và người sẵn sàng đánh đổi thì sẽ có cơ hội chạm tay đến chiếc cúp vinh quang ở cuối con đường. Trong thời gian này thì nói chung những người tuổi Mão cần phải chủ động bứt phá, sẽ mang tới cho những người tuổi Mão những kinh nghiệm và những kiến thức quý giá. Từ đó các bạn có thể khám phá ra nhiều cái cơ hội kinh doanh và cái sự giàu có sẽ liên tục xuất hiện trong cái năm 2024. Cái sự sáng suốt và cái tư duy linh hoạt sẽ giúp cho những người tuổi Mão ấy nắm bắt được cái cơ hội và sớm đạt được cái sự tự do về tài chính. Không chỉ vậy, những người tuổi Mão cũng sẽ được đánh giá cao và được hỗ trợ trong các mối quan hệ, tạo nên cái nền tảng vững chắc cho sự thành công của các bạn. Mặc dù có thể sẽ gặp nhiều cái vật cản và bất mãn trong cái nửa đầu năm, nhưng mà các bạn sẽ đạt được rất nhiều cái điều trong cái nửa cuối năm. Hay có thể là nói rằng thách thức sẽ xảy đến cũng kèm theo những cái cơ hội chuyển mình đầy bất ngờ với những người tuổi Mão. Và đặc biệt, bản mệnh có thể sẽ được nhiều quý nhân tương trợ giúp đỡ trong nửa cuối năm. Với cái sự dẫn dắt, hướng dẫn của quý nhân kết hợp với cái tài trí và cái sự linh hoạt của bản thân thì những người tuổi Mão có thể làm chủ được cái cuộc đời của mình. Mọi mặt của cuộc sống từ đây sẽ trở nên viên mãn. Cơ hội thăng tiến, tăng lương trong sự nghiệp, tình yêu thì cũng được đông đầy hơn. Các bạn không còn phải quá lo lắng về điều gì. Thoải mái sống một cái cuộc sống là khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4, càng già càng giàu, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, bước sang năm cuối của năm Tam Tai thì cái vận hạn của những người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ giảm bớt nhiều so với cái năm 2023 trước đó. Nói chung ấy, tử vi tuổi Tý trong năm 2024 được nhận định là một cái năm mà có nhiều cái chuyển biến tích cực với bản mệnh. Tuy chưa tới cái mức bùng nổ nhưng mà cũng có nhiều cái điều viên mãn. Trong năm, người tuổi Tý sẽ thể hiện sự khôn ngoan và cái sự linh hoạt của mình để tạo dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Không chỉ có những cái thay đổi mới mẻ trong sự nghiệp, những người tuổi Tý còn được hạnh phúc ngọt ngào như mật trong tình yêu. Những người tuổi Tý sẽ thiết lập cái mối quan hệ ổn định và sâu sắc với những người họ thích và cùng hướng đến một cái tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn. Ngay từ thời điểm đầu năm thì những người tuổi Tý đã thể hiện cái bộ mặt là tràn đầy cái năng lượng và sẵn sàng đón nhận cái thử thách trong năm mới. Năm 2024 sẽ là một cái năm bước ngoặt của những con giáp này, là cơ hội để thực hiện những cái ước mơ của những người tuổi Tý. Các bạn sẽ thoát khỏi những cái bế tắc trước đó và có thể gặt hái được những cái trái ngọt. Dù là sự nghiệp hay là trong các mối quan hệ thì những người tuổi Tý cũng sẽ mở ra được một cái bước đột phá mới trong tương lai. Những cái nỗ lực và cái tài năng của các bạn cũng sẽ được công nhận, dẫn đến là những cái phần thưởng hậu hĩnh. Cho dù đó là cái khả năng tài chính hay là địa vị xã hội thì những người tuổi Tý cũng sẽ mở ra một cái bước tiến mới. Cái sự kiên trì và cái sự quyết tâm của các bạn cũng sẽ được đền đáp bằng những cái thành công và cái sự vinh quang hơn. Nói chung ấy, nửa đầu năm là cái giai đoạn để cho bản mệnh tích lũy, chờ thời, xây dựng các mối quan hệ. Sang tới nửa cuối năm ấy, thì cơ hội nó đồng loạt nó tìm đến, giúp cho các bạn nhanh chóng nắm bắt và thực hiện hóa được các kế hoạch mà mình đã vạch ra. Đôi khi có khó khăn, có vất vả một chút, nó cũng sẽ khiến cho các bạn mất tập trung. Nhưng chỉ cần khéo léo điều chỉnh, các bạn sẽ biết mình nên ưu tiên cái điều gì trước. Nhìn chung, trong năm 2024 thì cái vận mệnh của những người tuổi Tý được khởi sắc, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc nhở những người tuổi Tý là hãy khiêm tốn và làm việc thật chăm chỉ, đừng tự mãn với những cái thành công mà mình đạt được, bởi phía trước vẫn còn không ít những cái thử thách đang chờ đón bạn. Bởi vậy cho nên, để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tài lộc tiền bạc của mình ấy, và giúp cho những người tuổi Tý càng ngày càng trở nên viên mãn hơn, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại.
Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, tiền bạc, tài lộc thì cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tý. Vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn, mang lại tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn, và cũng là con giáp cuối cùng nằm trong các con giáp khổ trước sướng sau trong năm 2024, đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi chúng ta mà bước vào một cái giai đoạn nào đó thì ai cũng mong muốn là được may mắn ngay từ đầu, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không ít những cái công việc, những cái thử thách và những cái giai đoạn chúng ta gặp phải vất vả. Vì vậy mà khuyên quý vị là khi gặp phải những cái cản trở, những cái trở ngại thì quý vị cũng đừng có mà bỏ cuộc. Đấy, càng khó khăn thì sẽ càng giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn và sớm bước đến con đường giàu có, hạnh phúc và thành công. Và những người tuổi Dần cũng vậy. Bước sang năm 2024 thì bản mệnh luôn trong cái tư thế là tự thân vận động, tự làm, tự lo, ít được dựa dẫm hay là nhờ vả vào ai khác. Có nhiều thời điểm làm nhiều ấy, mà kết quả thu về cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, đây là những cái thử thách nhưng đồng thời cũng là cái cơ hội để cho các bạn chứng tỏ được cái năng lực của bản thân. Sẽ chẳng có động lực nào thúc đẩy mạnh mẽ hơn là cái việc bạn phải đối diện với cái nghịch cảnh. Bản thân những người tuổi Dần là những người mà có năng lực mạnh mẽ, tính cách tốt bụng nhưng đôi khi cũng rất nóng nảy. Đôi khi các bạn chưa có được cái sự khéo léo trong các mối quan hệ nên là bước sang năm 2024, ban đầu có rất nhiều cái cơ hội nhưng mà rất khó có thể nắm bắt và thường là không có bạn bè xung quanh giúp đỡ. Tuy nhiên, sẽ có sự thay đổi tích cực trong nửa cuối năm. Cái vận quý nhân của các bạn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều bằng cách là thay đổi cái thái độ, chú ý hơn trong cái chuyện đối nhân xử thế. Các bạn sẽ biết cách điều hòa các mối quan hệ. Khi đó thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng kề vai sát cánh với chính các bạn. Cái tinh thần dũng cảm và không chấp nhận cái thất bại sẽ giúp cho cái sự nghiệp của những người tuổi Dần trong năm 2024 thêm phần suôn sẻ. Đồng thời, nếu có sự chủ động khoảng nửa cuối năm 2024 thì những người tuổi Dần cũng sẽ có cơ hội tạo được nhiều cái mối quan hệ có lợi cho cái sự nghiệp và ít nhận được cái sự ủng hộ giúp đỡ từ những người khác. Trước đó thì con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều cái khó khăn, nhiều cái thử thách khác nhau. Nhưng bản mệnh đã vượt qua bằng cái sự nỗ lực bền bỉ của bản thân. Năm 2024 là năm mà những người tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì xứng đáng thuộc về mình. Các bạn sẽ có được cái sự quyết tâm cao độ để vượt qua những cái trở ngại trước đó, thoát khỏi cái tình trạng ì ạch trong cái quá khứ và tiến đến cái con đường thành công. Cái sự nghiệp và cái tài chính của các bạn cũng được cải thiện, khiến cho các bạn cảm thấy là có động lực để vươn lên trong tương lai. Và để may mắn tài lộc đến với mình nhiều hơn nữa trong thời gian này thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi vật phẩm mà được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ thì nó sẽ phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu tài lộc, hóa giải những xung sát thị phi, mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, như vậy là trong năm 2024, năm Giáp Thìn sẽ có 5 con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu, càng về cuối năm lại càng dễ trở thành tỷ phú. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tỵ, 2. Tuổi Mùi, 3. Tuổi Mão, 4. Tuổi Tý và 5. Là tuổi Dần. Đó là 5 con giáp càng già càng giàu, càng về thời điểm cuối năm thì lại càng dễ có cái vận may về tiền bạc đang kéo đến. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp càng già càng giàu trong năm 2024, năm Giáp Thìn, đặc biệt là vào cái thời điểm nửa cuối năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.